Xin chào mọi người. Hôm nay là ngày 18 tháng 10 2019. Em tên Sa, em ở Công Tâm. Số điện thoại liên hệ của em là 0938 203 714. Hôm nay em xin giới thiệu với mọi người có những loại lan như sau. Thứ nhất là Ngân Xuân, thứ hai là Hoàng Lạp chứ không phải là Xuân Thị Tuyên. Hoàng Lạp của vùng Đắk Lây. Rồi thứ ba đó là kiếm tiêm vũ đó. Thứ tư đó là giả hạt phi điệp tím của vùng Đắk Lây luôn. Em xin giới thiệu giả hạt trước, phi điệp tím trước ạ. Ở đây có được 2, 4, 5 khúc nguyên bản và được mấy cây rời. Thì cái khúc nguyên bản như thế này, đây là hình số 1 ạ. Khúc nguyên bọc, khúc nguyên bản có chiều dài là gần 40 cm, đó khoảng 38 cm. Thì thân của nó thì gầy chứ không có mập, nhưng mà được cái là thân là nó xanh. Đấy, xanh nhưng không phải là xanh sạch. Nhưng mà thường thì những cái cây màu xanh thì ra hoa nó chuẩn màu sắc và hoa thì nó chuẩn hơn đó. Nó cũng đã thắt ngọn nha mọi người. Vì để mà vác cái khúc nguyên bản về á, là không phải là dễ. Thì mình đi hái rồi thì nó cũng đã có một ít sai sát rồi. Nhưng mà cái khúc nguyên bản thì người ta gói vào á, người ta bảo quản nó khó hơn là khi mà mình bắt hàng rời. Cho nên là một số cái lá nó sẽ gãy và dập. Nhưng mà không sao, bởi vì cái mùa này nó cũng ít mưa, nó không có mưa. Vì Công Tâm bây giờ là chuyển sang mùa khô rồi, gần gần chuyển sang là khô lạnh rồi. Cho nên là nó sẽ không có bị thối rữa nhiều. Đó, nó cũng đã khô hết rồi ạ. Cái cây này thì đây là thân già của nó này đấy. Mọi người thấy thân già nó cũng gãy dập, cũng gãy dập chứ không chứ nói chi là tới cái lá nó không dạ không dập mới lạ đó. Đây cái đây là cái dây này người ta buộc vào để khi mà di chuyển nó sẽ không bị lông cái gốc ra, chứ không phải là cái dề mà người ta đính vào cây đâu nha mọi người. Đó rồi, cái khúc này là em bán với giá là 400.000 ạ. Đây ạ, người quan sát lại thân của nó nhé. Thân như thế này thì đã ăn nắng chứ không phải là bị cướm nắng đâu. Nó vì cái thân dài, mọi người có thể thấy là cái lá thì là không nói rồi, chỉ thấy nhìn thấy cái thân là nó có sạm sạm màu đen một tí á, là nó không phải là cái kiểu là cơm nắng. Nó xanh trong mướt thì mới sợ là cơm nắng, chứ cái này là không phải cơm nắng. Nhưng mà nó cũng chưa phải là xanh sạch đâu. Nó cũng xanh thôi chứ không phải là sạch. Đó. Đây có một vài thân đỏ này, một vài đốm đỏ chỗ đây. Đó. Cái này là 400 ạ. Chiều dài là gần 40 cm. Đây rồi ạ. Em sang cây số 2, cái khúc nguyên bản thứ hai là được 2 mầm gốc đây và cũng đã thắt ngọn hết ạ. Đây là thân lá của nó đấy ạ. Đây lá thì có những cái đường gân. Đó. Lá cũng tương đối là cứng, không phải là dạng lá mỏng mà nó là lá cứng, lá dày một tí, cũng chưa hẳn là lá nhựa. Đó. Chiều dài của mầm gốc này là cũng gần 40 cm, khoảng 35 cm, còn cái mầm gốc này khoảng 15 cm thôi. Đó. Thì cái khúc này là 450 ạ. Đây, hàng chuẩn Đắk Lây nhé mọi người. Rồi, hình số 2. Hình số 3. Hình số 3 là một miếng, một khúc vỏ cây luôn đó. Đây cái dây này là cái dây rừng người ta buộc vào nhé, để cho nó cố định cái rễ nó khỏi bị lông ra, chứ không phải là nó lông người ta đính vào đâu. Đấy, để cho nó chắc khi mà người ta vác nó đi nó không bị rớt ra thôi. Đây là dây rừng này. Đấy, thấy mọi người thấy không, người ta hái mà người ta lấy cái thân già của cái cây này người ta quấn luôn này. Đấy, đúng là thật là do một số người đi lấy họ cũng chưa biết cách lắm, chưa biết cách bảo quản cây lắm mọi người ạ. Đấy, thấy không,
lấy cả nguyên cái thân già luôn, nó thậm chí là họ cắt tập lâm luôn. Thân già của mình thì mình rất là quý, nhưng mà họ lại thích cắt chỗ nào họ cắt vậy đó. Đây hình số 3, hình số 3 là 500, chiều dài của dề này là hơn 60 cm. Đây cái viên gạch của nhà em là 60 cm mà nó lại trồi lên khoảng là 65, gần 70 cm. Đây. Đây là thân lá của nó này, mọi người nhìn thấy này. Đó. Cũng khá là xanh phải không ạ? Cây này em bán với giá là 500 ạ. Đó, có 2 4 thân già. Đó. Một cái thân già mà người ta quấn nữa là 5 thân già này đây. Họ lấy cái dây này quấn luôn này. Rồi hình số 4 ạ, cái khúc nguyên bản hình số 4, lá của nó thì cứng hơn. Đấy, lá của hình số 4 là cứng cáp hơn này. Đó, cũng đặt thắt ngọn nhé. Chiều dài của nó là 50 cm. Đó, chiều dài của nó 50 cm và thân già là rất là nhiều luôn. Nhưng mà đây một bó thân già bên đây họ cắt xén luôn này. Đó, thấy chưa? Mà họ không có bảo quản tốt như mình đâu. Mình biết thì mình bảo quản, chứ họ thì cứ không gọn gàng, cứ khòe ra là họ lại cắt thôi. Với lại nó gãy á là họ cũng cắt luôn. Đây. Đấy, mọi người nhìn thấy cái vết cắt này. Nó đã khô này. Đấy, cái này cũng chỉ mới một ngày thôi này. Vết cắt này cũng mới một ngày thôi này. Đây. Nguyên một khúc cây. Cây người ta mới chặt này. Đó. Đây là vết mới chặt này. Rồi số 4 500. Đấy. Khúc nguyên bản số 4 500. Rồi em có một khúc nguyên bản nhỏ nữa. Khúc này thân lá cũng rất là đặc biệt. Và hình như là bây giờ là mọi người rất ưa chuộng với cái dạng thân lá sốt xuất huyết này. À, toàn thân có những đốm đỏ. Đấy. Cả thân lẫn lá đều có những cái đốm đỏ. Giờ là người ta rất là chuộng cái loại này nha mọi người. Đó, đó, mọi người nhìn thấy này. Thân cũng đốm đỏ mà lá cũng đốm đỏ luôn. Đó. Đã thắt ngọn ạ. À. Và chỗ này có thêm một cái kiến nữa này. Một kiến nhỏ xíu này. Đây ạ. À. Và cái khúc nguyên bản này là chiều dài nó là khoảng 10 gần 15 cm. Cái khúc hình số 5 này em bán với giá là 300 ạ. Rồi hình số 6, hình số 6 là 2 kiến. Đây 15 cm mỗi kiến, 15 cm là 300.000 hình số 6 đây ạ. Đó. Nó cũng đã thắt ngọn nha mọi người. Còn cây này thì thân nó cũng đẹp này. Đó. Người nhìn thấy thân nó đẹp chưa ạ? Có những đốm tím đỏ. Lá là lá nó nhỏ, lá tre. Rồi, hình số 6 300.000 ạ. Hình số 7. Hình số 7 là 200.000. Một thân hai nó cong như hình chữ S. Đấy. Khoảng 30 cm. Đấy. Nếu mà duỗi thẳng ra thì hơn 3 cm đó. Mình nó cong thì là 30 cm thôi. Đấy. Đây, nhìn, mọi người nhìn thấy bộ rễ của bắp rừng này. Rất là nhiều. Rễ rất là to và nhiều. Đấy, hình số 7, 200.000. Hình số 8, 300.000. Với chiều dài là 45 cm, gần 50 cm. Đây, mọi người nhìn thấy nè. Cây khá là mập. Đấy, có sọc trắng rất đẹp. Đây ạ. Cây này chơi lá cũng đẹp nè. Đã thấy ngọn. Hết lên ngọn đường nữa rồi. Đây, ngọn của nó đây. Đấy, gần thắt rồi. Hình số 8 là 300.000 ạ. Đó. Mùa này là mùa đi vào mùa khô rồi. Đấy, cây nên là dễ bị mất nước nhiều lắm. Cũng sắp rụng lá rồi. Cho nên là cái việc cái lá của mình nó héo rồi, nó vàng một tí thì cũng không sao. Vì cũng chắc cũng khoảng một tháng, hai tuần, một tháng nữa thì nó cũng sẽ vàng lá và rụng lá hết thôi. Hình số 9.
là 2 30 cm đây. Đây, số 9 là 30 cm. 200.000 ạ. Đây ạ. Đã thách ngọn ạ. Đấy, con số 9 này. Đấy. Thân nó cũng khá là xanh. Đấy. Có vài đốm tím, đốm đỏ ở trên thân. Con số 9, 200.000. Hình số 10. Sang hình số 10 cũng 200.000 ạ. Đó. Cũng đã thách ngọn. Đây. Chiều dài là 25 cm. 200.000 cho hình số 10 ạ. Rồi, em sẽ giới thiệu cho mọi người bên kiếm nữa này. Đây. Kiếm hôm nay là cũng là kiếm tiên vũ. Đây. Hình số 1 150 với 3 dề ạ. Đó. Kiếm tiên vũ thì màu sắc của hoa cũng khá là đặc biệt, đủ loại, nhưng mà đa số cái màu của nó là màu vàng chanh thì nó nhiều, màu vàng chanh và màu nâu, màu vàng nâu và vàng chanh đó thì nó nhiều. Bởi vì cái màu kiếm tiên vũ nó ngả vàng, bất cứ cái màu gì thì nó cũng sẽ có pha một ít vàng vào. Một hình số 1 150 3 dề. Hình số 2 cũng 150 3 dề. Đó. À quên, 2 dề thôi. 2 dề này to hơn 2 dề số 1. Đó, 3 dề số 1. Đấy, đây mọi người nhìn thấy nè. Thì con cũng có một vài cái lá nó bị dập là tét như thế này nha mọi người. Đó. Về thì mọi người cắt nó đi. Nếu mà nó không có vấn đề thì mình cũng có thể để như thế này được. Nhưng mà nếu mà nó vàng ấy thì mình cũng cắt đi chứ cũng không để làm gì. Đó. Hình số 2 150 ạ. À. Hình số 3 cũng 150 2 dề. Đây. 2 dề này lá nó ngắn hơn này. Đó. 2 dề hình số 3 lá ngắn hơn. Đó. Có một cái lá bị tét chỗ đây. Rồi, hình số 3 ạ. 150. Hình số 4 là một dề to. 250. Khá là nặng. Đó. Kiếm này là kiếm lá ngắn nha mọi người. Lá dài là phải trên 60 cm, nhưng mà lá ngắn thì phải dưới 60 cm, thì gọi là lá ngắn rồi. Kiếm mà lá dài thì nó phải dài tới 70-80 cm vậy. Đó. Rồi. Hình số 4 250 ạ. Hình số 5 cũng 250 một dề. Đây, thì hình số 5 đây ạ. Rất nhiều củ và nặng nhé. Một dề. Hầu như là những cái dề này là nó có cái dáng đều tròn và rất đẹp. Mình trồng trên một cái chậu cũng khá là đẹp luôn, chậu sứ đó. Rồi hình số 6 cũng 250. Đó. Hình số 6 này nó xòe ra, không có tròn như hình số 4 và số 5. Cái dề hình số 6 là nó xòe ra, xòe bằng ra. Đó. Xòe rộng ra. Hình số 6 250 ạ. Rồi em xin giới thiệu hoàng lạp. Hoàng lạp là hoa nở Tết nha mọi người. Đó, hoàng lạp ở vùng em là hoa nở Tết. Hoa nó màu vàng và rất là thơm. Đó. Màu mùi thơm của nó rất là ngọt nha. Rồi, em mô tả như thế mọi người chắc cũng tưởng tượng được mùi thơm và mùi thơm ngọt là nó như thế nào. Rồi, hình số 1 là 3 dề này là 100.000 ạ. Đó. 3 dề nè. Rồi hình số 2 cũng 100.000 3 dề. Hình số 2 nè. Đó, 3 dề đây ạ. 3 dề có thể trồng được 3 chậu luôn á. Đó. Rồi, hình số 3 là một dề to, 100.000. Hoàng lạp thì cứ 100 một hình là 100.000 thôi. Đó. Một dề to đây ạ. Đó. Thân nào? Nhiều thân có lá luôn, 2 4 6 8 9 thân có lá này. Có 4 thân, 4 cái củ già không có lá thôi. Cái này là củ tơ này, 1, 2 củ tơ luôn này. Củ đây nữa, 3 củ tơ luôn. Đó. Rồi, hình số 4. Hình số 4 cũng 3 dề, 100.000. Đó. Rồi em có một combo. Combo thì ở đây là có những loại như sau nè. Một dề kiều vàng này, một dề kiều vuông này. Kiều vuông là lá to ghê này, tròn to này, và một dề
đùi gà công tâm á, người ta gọi là giả phi đó, đây ạ, đó, rồi một ít tóc tiên. Tóc tiên thì bây giờ nó đang có vòi hoa, đây có một cây đang có vòi hoa đây ạ, cây to thì nó là có vòi hoa rồi. Được, cái này là cái loại lan tiếp theo, đây là cái loại lan là mành tơ này. Đấy, mành tơ là hoa nó nhỏ, kiểu cái hoa nó nhỏ nhỏ, đây đây cái đây, mọi người nhìn thấy cái cuốn hoa của nó này, nó nhỏ nhỏ là nó màu vàng vàng đó. Thì cái loại này thì mình trồng để mình sưu tầm, mình chơi lá cũng được, vì cái dạng lá nó giống như lá liễu, nó mảnh mảnh này đó. Gọi là mành tơ, đây là củ của nó đây, nó cũng là địa, nó là phong lan chứ không phải địa lan nha mọi người đó. Rồi em xin giới thiệu, đây là lọng cam ạ, đây một bụi lọng cam, nguyên một bụi luôn đó. Bụi lọng cam đây ạ, và một hình lọng xèm hoa tím, lọng xèm hoa tím nhé, cũng 100.000, lọng cam cũng 100 và lọng xòe cũng 100 ạ, lọng xòe hoa tím. Rồi em xin giới thiệu với mọi người, đây là ngân xuân. Đấy, ngân xuân dạo này thì cũng lên giá rồi, bởi vì cái dịp này là cái dịp mà sắp Tết và nhiều người rất thích mình trồng trong nhà một hai chậu ngân xuân để mình chơi hoa. Thì ở đây em cũng có loại nhỏ là dùng để mình trồng, mình lấy giống này, và loại to thì cũng có thể là chơi hoa được đó. Thì ở đây là hình, mỗi hình là em để giá là 150, với cái hình mà cây nhỏ để mình làm giống á thì khoảng là 13 14 con nhỏ như thế này là 150 ạ. Một hình 150, 13 14 con nhé, hầu như là 14 con hết. Đấy, có con nhỏ xíu, đấy các con cũng nhỏ như thế này thôi, đấy còn có con thì cũng lớn như vậy đó. Thì mỗi hình là 150 ạ. Mình về mình làm giống thôi, những cái này thì không có ra hoa cho mùa này được, khoảng 2 năm thì nó mới có hoa này. Nếu mình trồng lực, mình trồng nó tốt, nó khỏe thì nó cũng 2 năm nó mới có hoa. Rồi, ở hình số 2 nữa, đây hình số 2 đây ạ. Đó, em để thưa thưa cho mọi người quan sát cho nó kỹ nhé. Đó, hình số 2, đây là hình số 1, đó, số 1, số 2, hình số 3. Mọi người làm giấm với những cái hình này thì về làm giấm thôi. Một hình như thế này mình có thể đính lên một khúc cây này đó, cây để làm cảnh trong nhà đó. Rồi hình số 4 đây ạ, cũng 150. Đấy, số 4 150 đó. Rồi em sang hình số 5. Hình số 5 và làm những cái cây to hơn đây, mọi người thấy đây, to hơn nhá, 6 cây, được 6 cây. Hình số 5. Hình số 6 cũng vậy, cũng được 6 cây. Đây ạ. Người thấy đây. Có 6 cây như thế này. Đó. Hình số 6. Có những cái cây lá thì mảnh, nhưng mà lại có những cây lá dày và rất là cứng. Đấy. Rồi hình số 7. Hình số 7 cũng 150. Nhưng mà là 4 cây to hơn. Đấy, mọi người nhìn thấy 4 cây này to hơn so với hình 5 với hình 6. 150 4 cây này ạ.